Hải Đăng xin chào bạn. Sau đây Hải Đăng xin hướng dẫn các bạn cách chế đầu gật tay khi các bạn bị gãy, hoặc là chế cái buộc đầu gật tay khi các bạn bị gãy, bị đứt dây, đứt cái dây đỏ đầu dây để buộc các trục ở đầu ngón tay. Bên đây là cái Hải Đăng đang bị đứt này. Thì có hai cách các bạn. Đây, các bạn chuẩn bị cái khóa này. Ở chỗ bán đồ câu nào cũng bán các bạn. Khóa này. Cái khóa này các bạn cắt ra. Cắt cái đoạn này ra. Đấy, cắt như này. Đấy, còn như này thôi. Đây Hải Đăng vừa cắt ra rồi các bạn. Đấy, là nó đấy. Đấy, cắt ra. Vậy cắt cái này ra, còn để như các cái chống xoắn này ra các bạn, các chống xoắn. Đây sẽ hướng dẫn các bạn là hai cách để tạo cái đầu này, đầu gần tay này. Đấy, các vừa rồi cắt cái chống xoắn ra, mình cắt một đầu chống xoắn ra sẽ được một cái khóa này, mình sẽ được hai cái cần tay. Các bạn là tùy từng các bạn thích cái nào dùng, cái nào thì dùng. Đấy, cắt ra nhá, thì nó có một cái lỗ này các bạn này. Đấy, lỗ này. Đấy, các bạn đút cái đầu cần tay vào. Đấy, vừa. Đấy, nhìn nhá. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, nhìn rõ này. Đấy. Bạn nhỏ keo vào chỗ này. Nhỏ keo chỗ này, xong bạn quấn chỉ. Con chỉ loại chỉ bé các bạn nhé, chỉ bé nó mới chắc, to này nó không chắc. Đây còn chỉ các bạn xem. Các bạn quấn từ trong này ra ngoài trường hợp này. Các bạn nhỏ keo đây, quấn ví dụ tí nữa tháo ra quấn cái đầu này cho các bạn xem, quấn theo kiểu đầu này các bạn xem, cũng quấn chỉ thôi, nhỏ keo. Hơi nhỏ, quấn hơi mất thời gian tí, quấn cẩn thận một tí. Nhỏ keo vào quấn thì dễ hơn các bạn nhé. Đây mình không nhỏ keo hay là nhỏ keo vào cái đầu này thì quấn nó dễ hơn. Đây. nó hơi nhỏ, quấn hơi mất thời gian, tỉ mỉ tí nhưng mà đấy các bạn, đây là quấn qua các bạn xem đấy, nó sẽ như này, quấn dày vòng hơn nó sẽ đẹp hơn đấy, nó sẽ như này đấy, quấn qua còn quấn cái đấy, các bạn quấn để cho các bạn hình dung. Tiếp đến là quấn đầu kiểu này, đặt vào đây. Quấn ở dưới này một ít xong rồi tí đẩy lên các bạn, nó dễ. Quấn phẳng dưới này đi. Cái này nhỏ ra. Rất hay bị rơi. Đấy, giờ các bạn làm được một vòng thì các bạn đẩy lên. Xong rồi các bạn nhỏ keo vào. Đấy. Các bạn nhỏ keo này vào. Đấy. đè qua xong cái đầu cần, đầu cần tay đó. Nhìn rồi, rồi Hải Đăng fishing đang hướng dẫn các bạn là chế đầu cánh tay theo cách riêng của Hải Đăng fishing. Hải Đăng fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của Hải Đăng fishing.